Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cùng 4 định chế tài chính quốc tế khác vừa hợp vốn 500 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và dự án hạ tầng xã hội tại Việt Nam. Số tiền đã được ký kết với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng để làm nguồn thúc đẩy các chương trình tín dụng cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Qua đó hình thành nguồn vốn vay với chi phí tương đối thấp, giúp cải thiện cơ sở, hạ tầng cơ bản, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Nguồn vốn quốc tế này không chỉ khẳng định uy tín của Ngân hàng Việt Nam mà còn có thêm nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn hiện nay.